Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Longsword từ trước tới nay luôn là một trong những vũ khí được yêu thích hàng đầu. Ở Monster Hunter Rise thì điều này càng được phát huy tối đa khi thanh Odachi này được xếp vào hạng S tier. Rất nhiều người chơi sử dụng Longsword. Tôi nghĩ không phải chỉ vì những đòn thế siêu ngầu giống như một võ sĩ đạo, mà còn một số lý do nữa biến Longsword trở nên phổ biến và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy thì lý do gì khiến cho meta này Longsword được ưu ái đến như vậy? Câu trả lời không chỉ đến từ những kỹ năng của Squid Skill mới và ngầu lòi mà thanh kiếm này được thêm vào, mà nó còn đến từ những kỹ năng bổ trợ. Một trong những kỹ năng của những phần game trước khá thích hợp khi sử dụng với Longsword đó chính là Quick Shit. Có điều skill này ngoài việc tăng tốc độ cất vũ khí nhanh ra thì chẳng đem lại gì quá nhiều và hiệu quả nếu đem so sánh với những skill gây đam khác. Vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi người chơi hoàn toàn sẽ ưu tiên những skill kiểu như là Critical Boost, Weakness Exploit hoặc là những skill đơn giản là tăng đam. Giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Chưa bao giờ cầm Longsword lại trở nên thỏa mãn và ảo diệu đến như vậy, và việc này chỉ đến từ một thay đổi của một kỹ năng duy nhất mà thôi. Vậy việc rút kiếm nhanh thì có gì lợi? Ở bản Warg thì tôi thấy EI Stand và đòn EI Spirit Slash vốn cũng rất hữu dụng, nhưng về độ phổ biến chắc chắn không thể nào hơn được đòn Foxeye Slash. Đơn giản vì đòn Foxeye Slash có thể sử dụng ngay sau một đòn đánh và nối vào bất cứ khi nào thanh Spirit Gate có thêm một chút lực, đồng thời khoảng iframe cũng tương đối ổn để né đòn. Còn EI Spirit Slash thì vừa phải rút kiếm vào vỏ này, vừa phải có một khoảng thời gian hơi delay một xíu, đồng thời nếu phản đòn trượt thì tự dưng lại mất thêm một thanh năng lượng. Ở bản Rai thì mọi thứ đã khác. Từ đây EI Spirit Slash khi né đòn không còn làm giảm thanh năng lượng của bạn nữa. Đồng thời động tác đốt kiếm vào vỏ khi có đủ 3 level Quick Shit trở nên sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với bản Warg. Chính vì thế, lối chơi chủ yếu mà nhiều cao thủ áp dụng trong phiên bản hiện tại chính là liên tục sử dụng EI Spirit Slash kết hợp cùng với Foxeye Slash để liên tục phản đòn lại khoái. Bạn sẽ nhận ra rằng Longsword ở đây sẽ biến người chơi thành một cỗ máy phản công đúng chuẩn mực, thậm chí còn hiệu quả hơn khi chơi Lance. Người người, nhà nhà lao vào ôm lấy cây hàng to và dài này để bừa vào mặt quái. Longsword là một cây vũ khí chỉ quan tâm đến đam vật lý là chính. Vì vậy, build đồ cho vũ khí này cũng trở nên dễ dàng hơn so với những vũ khí khác, khi mà những vũ khí khác thường thì sẽ yêu cầu chúng ta phải có thêm một số skill bổ trợ như là đa nguyên tố hoặc là một số skill chủ đạo thì mới có thể phát huy được hiệu quả. Ví dụ như Lance và Gun Lance thì chúng ta cần có Artillery, God, God Up và một số skill bổ trợ nữa để tạo đủ để gọi là chơi ổn. Grid Sword thì cần có Focus và một đống đam bổ trợ để phát huy hết sức mạnh. Dual Blast thì khỏi nói cũng biết chúng ta cần có đam nguyên tố và Stamina. Bow thì cũng tương tự như vậy. Thế Longsword thì cần gì? Bạn chẳng cần gì cả. Bạn vác mỗi cây kiếm này đi cũng được, skill sai cũng được, chém hụt vài phát cũng chẳng sao. Ừ thì cũng lắm là về làm vài lần. Đùa chút thôi, nói chung là chả có vũ khí gì mà không cần skill cả. Nhưng mà ý mà mình đang muốn nói ở đây là bạn chỉ cần làm quen với vũ khí này đủ lâu, quen với động tác của một con quái mà bạn đã đối mặt, thì việc speedrun một con trong khoảng từ 3 đến 4 phút là hoàn toàn bình thường. Đó chính là Longsword khi kết hợp với Quick Shit ở phiên bản Monster Hunter Rise. Ở video sau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chơi cụ thể Longsword thế nào, combo ra sao và các phím bấm nên set sao cho hợp lý. Mình là G đến từ Google Village. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. See ya!